Cái lớp mà chúng ta đang học đây á, là hôm nay chúng ta sẽ bước qua cái buổi số 4 ở trong chương trình ăn chay cùng với như Châu Mark Roy Tích. Thì cái chương trình ăn chay này chúng ta sẽ nói về vấn đề các cái loại dinh dưỡng nutrition cần thiết và cách chúng ta phân biệt được các loại thức ăn và thực phẩm để chúng ta làm cho cái menu mình trở nên cái bữa ăn của mình trở nên đầy đủ dinh dưỡng hơn. Và cái lịch của chúng ta học trong tuần này là chúng ta sẽ học từ thứ hai cho đến thứ sáu vào 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Và tuần sau thì chúng ta sẽ học vào buổi sáng. Tuần sau chúng ta học vào buổi sáng sớm là 5 giờ 30 đến 6 giờ 30. Thực ra có nhiều khi nó cũng đã đến 7 giờ kém 15 mình xong. Chúng ta sẽ có khoảng tầm 1 tiếng 15 phút cho một cái menu về nấu ăn. Chúng ta sẽ học qua Zoom và trước cái ngày mà chúng ta đi học thì Châu sẽ gửi cho các bạn menu để các bạn chuẩn bị nguyên liệu, và trong cái buổi đó thì chúng ta sẽ có cái tài liệu để các bạn đọc và nghiên cứu. Để nói chung như Châu sẽ cố gắng hết sức vào ngày chủ nhật là Châu sẽ có menu cho các bạn. Thì sau khi mình có cái menu đó, mình chuẩn bị nguyên liệu và mình sẽ nấu ăn từ thứ hai cho đến thứ sáu vào sáng 5 giờ rưỡi cho đến 7 giờ kém 15. Và các cái chương trình học của Như Châu á, thì thường là Như Châu có các cái khóa là có hai khóa thôi, là khóa 80 giờ và khóa 200 giờ. Thì khóa 80 giờ thì Như Châu cũng học tất cả các buổi tối và buổi sáng 5 giờ 30. Còn lại cái khóa 200 giờ thì học qua thứ bảy và học qua thứ bảy vào buổi sáng lúc 9 giờ và buổi chiều lúc 3 giờ. Thì đó là các khóa của lớp của chúng ta. Thực ra cái khóa ăn chay này là cái khóa mà nó nói về dinh dưỡng nhiều hơn, mà nó không nói về nguyên lý, cũng không nói về kỹ thuật nấu ăn nhiều. Cho nên là nếu các bạn nào mà muốn đi sâu vào việc thực hành thực dưỡng thì có một cái lớp căn bản đầu tiên là lớp sống khỏe cùng với thực dưỡng. Thì khóa đó hết cái tuần này, tuần tới thì Châu sẽ bắt đầu lại cái khóa sống khỏe. Thì Châu sẽ có lịch mới cho cái tháng tháng 5. Lịch tháng 5 sẽ có để các bạn tham gia vào lớp sống khỏe. Thì học ở lớp sống khỏe chúng ta sẽ có những cái kỹ thuật nấu ăn đặc biệt của thực dưỡng. Nó làm cho món ăn nó trở nên ngon miệng hơn và nó gọi là tăng cái sinh khả dùng. Tức là làm thế nào để có thể hấp thu được vào dinh dưỡng của cơ thể chúng ta. Thì bạn nào mà muốn đi sâu vào nấu ăn và hiểu về nguyên lý thực dưỡng thì nên học ở lớp sống khỏe đó. Có bạn nào muốn hiểu về cái việc là muốn hiểu về vấn đề về chăm sóc sức khỏe căn bản cho cả gia đình mình á, thì có cái lớp là 80 giờ. Là 80 giờ đó cũng cũng nói chung là cũng mất thời gian của các bạn học sáng tối và học trong 6 tuần liên tục. Chúng ta sẽ có một bộ cơ bản, sau đó bên bộ thanh lọc, và sau đó thì chúng ta sẽ học về bộ Mark Vegan là ăn chay, Mark Family Healthcare là chăm sóc sức khỏe gia đình, Mark Kids là chăm sóc em bé ăn chay thuần chay, và Mark Healing là cái chương trình nói về chế độ dinh dưỡng cho những bệnh lý. Như vậy chúng ta sẽ có 6 tuần học liên tục miệt mài, buổi sáng học về thực hành nấu ăn, buổi tối chúng ta học lý thuyết, và sau đó thì có một số cái giờ mà các bạn có thể được gặp trực tiếp như Châu một một để tư vấn. Đó là cái khóa mà coaching 80 giờ mà như Châu hiện là đang chạy trong suốt mấy năm rồi. Nhưng mà trong riêng cái khóa này là khóa đầu tiên như Châu làm thêm một cái chương trình buổi sáng nữa. Và cái chương trình buổi sáng nó rất là giá trị, và đợt vừa rồi có khoảng hơn gần 20 bạn, 20 anh chị các cô tham dự cái khóa buổi sáng. À, như Châu thấy là cái tinh thần nấu ăn của mọi người cũng trở nên rất là tốt, và mọi người nấu những cái món ăn mà chia sẻ và chia sẻ cảm xúc khi mà thực hành đúng các cái món ăn về thực dưỡng thì nó sẽ rất là khác biệt. Nó khác biệt rất lớn so với những cái menu thông thường về chay, bởi vì nó có ngâm cái nguyên lý âm dương và axit và kiềm vào trong đó, cho nên hương vị nó ngon hơn và cái khả năng hấp thu nó tốt hơn. Thì đó là các cái chương trình mà như Châu sẽ tiếp tục chạy. Khả năng là trong tuần sau buổi sáng chúng ta sẽ học về phần về lý thuyết, và học buổi sáng 5 rưỡi chúng ta sẽ học về menu về ăn chay, nhưng mà buổi tối như Châu sẽ kèm thêm một chương trình mới là chương trình 7 bước thực hành lối sống dưỡng sinh cho những bạn mới. Thì chương trình đấy là chương trình cũng là học về tùy tâm, nếu bạn nào mà tham gia được chương trình 7 bước đó thì rất là giá trị. Và sau chương trình 7 bước xong thì chúng ta sẽ đi qua chương trình sống khỏe cùng với thực dưỡng, quay lại cái vòng của lớp lớp kế. Thì bạn nào mà thiếu chương trình sống khỏe thì vào học, còn bạn nào mà muốn đăng ký mới thì có thể là nhắn tin cho Nguyệt Lê để đăng ký. Còn các cô nào muốn học lại thì cũng không vấn đề gì ạ, lớp càng đông càng vui càng tốt đó. Thì đó là cái lộ trình của cái kỳ tiếp theo của chúng ta. Bây giờ thì ngày hôm nay, chương trình của ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái bộ ăn chay.
Thì cái bộ ăn chay ngày hôm nay thì như Châu sẽ nói về vấn đề gọi là sinh khả dụng, tức là làm nào để đồ ăn nó hấp thu vào cơ thể chúng ta. Bởi vì rất là nhiều người khi chuyển từ ăn mặn sang ăn chay ấy, thì không hấp thu được và trở nên rất gầy gầy yếu, và có khả năng đi khám bệnh thì lại bị rất là nhiều vấn đề về thiếu dinh dưỡng, ví dụ như thiếu máu, thiếu canxi, hay là da dẻ xanh xao, hay là sụt cân, rồi vấn đề về khớp hoặc là một số bệnh lý khác nữa. Khi mà chuyển đổi sang chế độ ăn mới thì nó bị những cái tình trạng như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu rằng là tại sao mà chúng ta ăn uống mà nó không hấp thu được. Tại sao mà có nhiều người nói rằng là chế độ này tốt lắm ăn đi, chế độ kia tốt lắm ăn đi, nhưng mà bản thân chúng ta ăn vào thì nó vẫn cứ sụt cân. Và chế độ ăn chay có thực sự là nó có tăng cân tăng cơ được không, hay là nó chỉ giúp giảm cân mà thôi. Thì đây là những câu hỏi mà sẽ trả lời trong cái buổi ngày hôm nay. Sau cái buổi này thì chúng ta còn một buổi nữa thì chúng ta sẽ học về vấn đề các dinh dưỡng thực phẩm là nằm ở trong 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 đâu, ở trong những cái loại thực phẩm nào. Thì đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay á, thì chúng ta sẽ học bài về ăn thô và nấu chín. Ăn thô và nấu chín, thực ra là đây là một cái bài trong buổi 4 này, buổi 4 ăn thô và nấu chín. Trong buổi 4 ngày hôm nay thì cái vấn đề này là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm về việc ăn thô hay là nấu chín, bởi vì rất là nhiều bạn đang ăn thực dưỡng thì chuyển ăn thô, và nhiều bạn thì đang ăn thô và chuyển sang ăn thực dưỡng. Cái đấy gây như Châu gặp rất Ăn thô và nấu chín. mọi người đang rất là kiểu hoang mang, không biết cái phương pháp nào ăn tốt và phương pháp nào tốt và phương pháp nào không không tốt. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi về việc tìm hiểu về cái ăn thô và nấu chín để chúng ta hiểu được những cái ưu cái nhược điểm của nó, và đối với thực dưỡng thì chúng ta nên áp dụng như thế nào và với lại cho ai. Đó là cái phần học của ngày hôm nay. Ngoài ra chúng ta sẽ nói một chút về vấn đề là cái vấn đề tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng và nhờ cái việc là lợi khuẩn ở trong ruột để giúp cho chúng ta có thể có được cái sự hấp thu tốt hơn. Điều đầu tiên là nói về ăn thô và nấu chín, thì chúng ta thấy rằng là hiện nay cái phương pháp ăn thô hay còn gọi là raw food nó phát triển rất là mạnh. Và nhiều người nói rằng là cái ăn thô thì nó có rất là nhiều dinh dưỡng, bởi vì khi mà chúng ta nấu chín lên thì dinh dưỡng sẽ bay mất rất nhiều. Thì đó là cũng cũng là điều rất là tất yếu, có nghĩa rằng là khi mà để ở dạng thô thì cái chất là cái quả đó, cái củ đó nó sẽ có đầy đủ dinh dưỡng, vitamin này vitamin kia vân vân, và chúng ta ăn vào cơ thể. Tuy nhiên là cái thực tế nó không phải là chỉ có một cái góc độ là cái thực phẩm nguyên bản của nó là cái dinh dưỡng như vậy và nó hấp thu hoàn toàn vào cơ thể chúng ta, mà khi nói về đến những cái thành phần tốt và những cái thực phẩm ở trong cơ thể của chúng ta thì cái ông Michael Rutger, một một cái tiến sĩ về khoa học, đã nói rằng không phải là không phải điều quan trọng là những gì bạn ăn vào, mà phải quan trọng rằng những gì bạn đã hấp thu, những cái gì bạn hấp thu thì mới là quan trọng. Chứ bạn ăn vào chứ chắc bạn hấp thu thì nó cũng không giải quyết được cái gì, nó sẽ lãng phí cái thời gian công sức và tiền bạc của bạn nếu bạn không hấp thu được. Đó là như vậy, cái mấu chốt của vấn đề không phải là cái thực phẩm đấy nó có bao nhiêu dinh dưỡng, mà mấu chốt vấn đề là cơ thể bạn có thể hấp thu được cái loại gì. Giống như là các bạn nghĩ rằng là ví dụ như là con bò chẳng hạn nó ăn cỏ, thì thực ra nếu mà nói về cỏ thì bao nhiêu dinh dưỡng ở trong cỏ, nó có dinh dưỡng gì trong đó. Thực ra trong cỏ nó chỉ có cellulose thôi đúng không, may ra nó gọi khoáng chất và vitamin chút đỉnh hay là cái gì đó, nhưng mà thực ra là nó không có nhiều dinh dưỡng lắm. Mà tại sao con bò nó ăn cỏ không mà cái trọng lượng của nó lại to béo như vậy đúng không ạ? Tại sao nó to béo hơn cả những cái con động vật khác, ví dụ như con gà chẳng hạn, nó ăn thóc rồi ăn ăn rất là nhiều thứ, ăn giun ăn dế, ăn nó có nhiều rất là nhiều protein để động vật, nhưng mà sao nó to thế, mà con bò nó lại to. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng không phải là vấn đề phụ thuộc 100% vào thực phẩm, mà phụ thuộc vào cách chúng ta làm nào để nó có thể hấp thu được thì mới là cái điều quan trọng. Cho dù thực phẩm nó đầy đủ dinh dưỡng, nó có rất là nhiều vitamin khoáng chất, nhưng mà đi vào cơ thể chúng ta những cái loại vitamin khoáng chất đó nó là cái dạng không thể hấp thu được thì nó không giải quyết vấn đề gì cho cơ thể chúng ta cả. Đó, vì vậy mà khi mà như Châu nghiên cứu về cái tài liệu của cái khóa học này thì thực ra là các cô đấy không phải học thực dưỡng, các cô đấy không liên quan gì đến thực dưỡng, nhưng mà các cô đều khuyến khích mọi người nấu ăn thực phẩm nấu chín, và có một phần một số loại ở dưới đây thì sẽ có khả năng ăn thô được. Thì đây chúng ta sẽ nghiên cứu về cái bài này. Thì ở đây vào năm 2010, một cái công trình nghiên cứu ở Mỹ, ở cái tờ báo về dinh dưỡng Mỹ, đã tìm thấy rằng
khi mà một cái người phụ nữ ăn theo chế độ của phương Tây thì người ta kiểm tra một cái người ta có một cái nhóm người phụ nữ ăn theo chế độ dinh dưỡng của phương Tây, và đó là một cái chế độ dinh dưỡng đặc biệt mà nó dựa trên những cái thành phần dinh dưỡng đã được khuyến nghị là tốt cho sức khỏe. Và một nhóm khác thì người ta sẽ ăn theo chế độ ăn raw, tức là ăn thô. Và thực ra sau khi cái công trình nghiên cứu này khoa học xong á, thì người ta thấy rằng là người ta thấy rằng là cho dù cái người phụ nữ ăn thô kia, người ta ăn rất là nhiều dinh dưỡng, nhưng mà kết quả nó cũng không cho lại tốt hơn cái người mà đã ăn theo chế độ nấu chín. Tức là đây là một cái công trình nghiên cứu mà được được viết ở trên public, tức là nó đã được thông báo và nó được công bố ở trên cái tạp chí khoa học dinh dưỡng của Mỹ. Thì người ta đã phân biệt hai cái nhóm, một nhóm người phụ nữ ăn thô và một nhóm người ăn theo cái chế độ dinh dưỡng mà các nhà khoa học khuyến nghị và ăn theo chế độ nấu chín. Rồi sau khi so sánh hai cái người phụ nữ này, tất nhiên là hai nhóm phụ nữ này, thì cái chế độ ăn thô nó không có kết quả tốt hơn. Đó là cái điều đầu tiên. Đó là ví dụ rằng là những người ăn thô, người ta có một cái dẫn chứng rằng là có một cái nhóm người ăn theo chế độ ăn thô và nó có cái lượng beta caroten cao hơn mỗi ngày hơn là những nhóm khác. Beta caroten hôm qua chúng ta vừa học đúng là vitamin A đúng không ạ? Và cái số lượng beta caroten cho cái người phụ nữ ăn thô ấy, nó nhiều hơn. Tuy nhiên là những cái chế độ hoặc cái chế độ ăn của cái người mà bên nhóm ăn các dinh dưỡng được khuyến nghị ấy, thì cái khả năng hấp thu của họ về những cái chất dinh dưỡng nó lại tốt hơn cái người mà ăn thô. Đó là sau khi cái quá trình nghiên cứu khoa học đấy, người ta thấy rằng là vấn đề là ví dụ như cái người này ăn rất là nhiều beta caroten, là nhiều vitamin A, nhưng mà cái ăn thô nó không giúp người đó hấp thu được tốt hơn, trong khi cái nhóm kia họ ăn cái số lượng beta caroten thấp hơn nhưng mà vì họ nấu chín và nó hấp thu tốt hơn, và vì vậy mà cái số lượng beta caroten ở cái người ăn nấu chín nó lại lại có nhiều hơn, đưa vào cơ thể nhiều hơn so với cái nhóm ăn thô. Đó là hai công trình nghiên cứu khoa học mà chúng ta được biết. Nếu bạn nào mà cần thì Châu sẽ gửi lại cái tài liệu này, và nó có tên này, cái công trình nghiên cứu khoa học luôn, để bạn có thể xem thêm. Và bạn sẽ thấy rằng là khi mà bạn nấu chín một cái thực phẩm, bạn sẽ mất đi một số dinh dưỡng, đó là điều đương nhiên. Tuy nhiên là những cái loại dinh dưỡng còn lại ở trong cái thực phẩm đó, nó sẽ hoàn toàn được hấp thu, nó sẽ hoàn toàn được hấp thu vào cơ thể của mình. Đó là mình sẽ mất đi một số, nhưng mà những cái còn lại thì chúng ta hấp thu được hoàn toàn vào cơ thể của chúng ta. Những cái rau củ đã được nấu chín cũng sẽ mang đến cho bạn rất là nhiều cái khoáng tố. Nó sẽ cái khi mà có nhiệt độ cao lên một chút đó, thì nó sẽ gọi là nó kích hoạt cái canxi, nó được hấp thu tốt hơn, và nó làm cho nhiều cái khoáng tố. Nó sẽ tức là có nhiều cái khoáng tố mà nó có khả năng hấp thu hơn vào cơ thể của chúng ta. Tức là nếu các khoáng tố đó để ở cái nhiệt độ lạnh thì cái khả năng hấp thu nó kém hơn, nhưng mà khi mình làm nóng lên thì nó sẽ dễ hấp thu hơn vào cơ thể của chúng ta. Vào năm 2009, một cái nghiên cứu đã được xuất bản từ cái tổ chức sinh hóa, và một cái tổ chức sinh hóa đã cho rằng là đã đưa ra một cái công trình nghiên cứu khoa học và của Đại học Harvard, cho thấy rằng khi chúng ta nấu ăn được thực phẩm, khi chúng ta nấu cái thực phẩm lên, thì thứ nhất là nó sẽ trợ giúp cho vấn đề về nhai, trợ giúp cho vấn đề về nhai. Thì thật ra các bạn có hiểu rằng là nếu mà những cái thực phẩm mà chúng ta không nấu thì sao, nó sẽ cứng đúng không, cho nên chúng ta nhai nó khó hơn như những cái khác. Có thể là bạn ăn các cái loại rau củ kia, ví dụ như là ăn bí đỏ hay là ăn cà rốt đi chẳng hạn, nhưng mà nếu bạn không nấu thì sao, nó cứng hơn đúng không, nó giòn hơn, nó cứng hơn, mà chúng ta phải đòi hỏi cái sự nỗ lực của việc nhai nhiều hơn. Nhưng mà khi mình nấu lên đó, thì mình mềm hơn, mình xốp hơn, dễ nhai hơn. Cho nên là thứ nhất là cái công trình nghiên cứu khoa học của Đại học Harvard đã chứng minh rằng việc nấu chín nó sẽ làm cho việc nhai nó được thuận lợi hơn. Điều thứ hai, nó tăng cường cái khả năng hấp thu và tăng cường cái sự chức năng tiêu hóa, tức là khả năng hấp thu và khả năng tiêu hóa thực phẩm hơn. Và cuối cùng nó cải thiện cái việc tăng cường cái năng lượng của cái thực phẩm đấy vào cơ thể của chúng ta. Tức là cái giá trị của thực phẩm đó, cái giá trị về mặt năng lượng của thực phẩm đó nó được tăng cường và đưa vào cải thiện, và nó làm cho cơ thể chúng ta có nhiều năng lượng hơn. Về thực tế thì có một cái điều rất quan trọng rằng
Nếu mà những bạn nào mà có khả năng ăn thô á, thì cái đường ruột là cực kỳ tốt. Đường ruột cực kỳ tốt ở đây là họ có một cái nhiệt lượng vừa đủ để họ có thể ăn cái thực phẩm đó ở dạng thô. Và như vậy khi mà thực phẩm tô thô thì nếu mà xét về mặt quan điểm thực dưỡng, nó là thực phẩm bị lặn, đúng không? Lặn và nó hơi bị âm. Thế cho nên là cái đường ruột người này phải rất là ấm và nóng, và cái người này phải ăn cái thực phẩm đó và họ có thể tiêu hóa được cái nhóm thực phẩm đó. Tuy nhiên là nếu mà cái ruột của người đó mà không có đủ cái đồ lửa, không có đủ lửa hoặc là không có đủ cái năng lượng để tiêu hóa cái thực phẩm đó thì hầu như là không hấp thu được. Và thực ra dễ bị lằn bùng nếu mà bắt đầu. Đó. Vì vậy một vài cái bằng chứng khoa học đã cho thấy rằng những thực phẩm nấu chín nó sẽ đóng góp cái giá trị cho cho cái bộ não của người chúng ta. Đó, bởi vì rằng là cái việc mà nếu mà đưa ra những cái năng lượng, tức là cái calorie, cái số lượng calorie cao hơn trong chế độ ăn uống, rồi nếu mà chúng ta mong muốn được cái, tức là mong muốn hấp thu được cái số lượng calorie lớn hơn, thì cái điều này nó sẽ nỗ lực, nó sẽ cần có cái sự nỗ lực của ba loại. Thứ nhất là vấn đề về nhai, thứ hai là vấn đề tiêu hóa, và thứ ba đó là chức năng hấp thu về thực phẩm. Thì khi mà ba cái này nó không đồng thời nó hoạt động tốt thì khi mà đưa vào cơ thể thì cái thực phẩm chúng ta nó phải chuyển hóa thành cái năng lượng để cơ thể chúng ta sử dụng được đó. Cho nên là ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là những thực phẩm mà nấu chín thì nó sẽ có tác dụng đóng góp vào cái sự phát triển của cái bộ não con người, và đồng thời thì nó lại giúp cho con người có thể có đủ năng lượng để hoạt động dựa trên ba cái chức năng của cái việc để của hệ thống tiêu hóa, đó là nhai, là tiêu hóa và là hấp thu thực phẩm. Chứ còn nếu mà các bạn không nhai thì cái độ hấp thu nó kém hơn, rồi các bạn không có tiêu hóa được thì nó đẩy ra ngoài, còn nếu không hấp thu được thì tất cả dinh dưỡng nó sẽ bị mất. Đó thì cái điều này thì chứng minh được một điều rằng là cái ăn 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 mà nấu chín thì nó rất là tốt cho cái khả năng hấp thu dinh dưỡng của cơ thể. Có một thỉnh thoảng thì có khi mà chúng ta gia cái nhiệt lượng của cái thực phẩm là sẽ tốt hơn cho bạn vào cái một vài cái góc cạnh nào đó, có nghĩa rằng là khi mà cái thực phẩm đó mà bạn làm cho nó ấm lên á, thì nó sẽ tốt hơn cho đường ruột của bạn. Đây là một số thực phẩm thực sự tốt hơn khi mà bạn nấu chín. Đây như cháu sẽ liệt kê ra một số loại thực phẩm mà nếu bạn nấu chín thì nó sẽ hấp thu tốt hơn. Loại thứ nhất đó là rau chân vịt. Rau chân vịt, nếu bạn nào đã học cái lớp coaching của Như Châu 80 giờ, chúng ta đã có một cái case study rất hay về cái việc là luộc rau chân vịt, đúng không ạ? Thì ở đây người ta nói rằng là các bạn nếu luộc rau chân vịt thì nó sẽ làm giảm được cái axit folate, và giảm được cái, tức là nó sẽ cái mà cái axit silylat, cái đó tức là cái loại axit đó, khi mà các bạn thử, nếu các bạn mang cái rau dạng chân vịt ra xong các bạn luộc đi và các bạn ăn thì nó sẽ trong miệng bạn nó sẽ xuất hiện một cái gì đó mà nó có cái vị sạp sạp khó chịu ở trong miệng, và miệng của bạn nó có giống như cái mủ gì mà nó cái dính dính kết với nhau, và cái đấy, cái axit oxalat đấy nó có khả năng làm rất là hại cho thận. Cho nên là khi mà chúng ta luộc cái rau cải chân vịt lên á, nếu mà các bạn đang ăn cái cải chân vịt sống thì còn cái vấn đề về cái oxalat đấy còn mạnh hơn nữa. Mà đây chúng ta đã luộc rồi, mà như cái kỹ thuật của chúng ta là gì ạ? Luộc cái rau cải chân vịt xong phải cần có nước nước lạnh nữa để cho nó tan hết cái axit oxalat đi thì chúng ta mới mang vào nấu hoặc là xào trộn được. Chứ còn nếu mà cái rau cải chân vịt này mà các bạn ăn thô là coi như là đủ hết toàn bộ cái axit oxalat để vào người luôn. Đó, cho nên là thường như có hãy thay thế có những cái menu người ta lấy cái rau cải chân vịt xong người ta xay với một số loại rau củ gì đó để ăn thì như chưa thấy, còn thật là nó hơi đáng nguy hiểm, người ta không để ý đến cái vấn đề này, cho nên người ta mang cái rau củ chân vịt sống á, mang là xay ra để làm sinh tố cho một cái số cái món thực phẩm nào đó. Thì ở đây cái điều mà rau cải chân vịt này, bước đầu tiên là chúng ta cần phải làm gì ạ? Chúng ta cần phải luộc đi xong rồi chần qua nước lạnh, xong chúng ta mới có một cái rau an toàn để mà ăn vào cơ thể chúng ta. Tiếp theo là cà chua. Cà chua theo công trình nghiên cứu khoa học vào năm 2002 thì đã cho ra ở trên tạp chí của cái hiệp hội về thực phẩm nông nghiệp
của tạp chí của Mỹ thì đã cho rằng là nếu mà mình nấu nấu cái cà chua thì nó sẽ làm tăng cái số lượng lycopene ở trong cà chua lên. Và cũng như vậy, cái lycopene là một cái loại chống oxy hóa mà tan trong dầu. Và điều này có nghĩa rằng là nếu mà muốn hấp thu vào cơ thể chúng ta thì chúng ta nên nấu với một loại dầu, một loại chất béo mà có chất chất béo tốt. Như vậy là gì? Nếu các bạn ăn thô cái khoai cái cà chua thì cái khả năng hấp thu cái dinh dưỡng, đặc biệt là cái chất lycopene này, nó không tốt. Và nếu mà các bạn lấy cái cà chua, sau đó các bạn xào qua với dầu, hoặc các bạn làm nào đó để trộn với dầu hoặc là xào qua với dầu, thì cái chính cái dầu này nó sẽ giúp cho các bạn có khả năng hấp thu được cái chất chống oxy hóa, vì cái chất đấy nó chỉ tan trong dầu, cho nên nếu không có trộn với dầu thì hoàn toàn là không ăn được. Cho nên là về mặt cà chua thì đương nhiên chúng ta phải nấu chín và nấu với dầu, đó là điều bắt buộc. Và ở đây thì các bạn cũng nhớ là trước cách đây mấy ngày tôi có hướng dẫn các bạn một cái kỹ thuật về việc làm cho cà chua nó dương hóa lên. Bởi vì ấy, thực ra nếu bạn ăn nhiều sốt cà chua quá nó sẽ gây bị âm hóa, rồi nó gây vấn đề về loãng xương, rồi rất là nhiều cái mà không tốt cho sức khỏe. Thì cái cách của nó là mang cà chua lột vỏ, xong rồi chúng ta sẽ đi phơi nắng một ngày, xong mang vào và bắt đầu xay mịn ra và đảo cà chua ở trên bếp, và có thể cho thêm bột sắn dây để cho nó kiềm và cho nó dương hóa lên. Thì lúc đó cà chua nó sẽ tăng cái sinh khả dụng và nó sẽ giúp cho cơ thể bạn ấm áp hơn là việc ăn cà chua sống. Và đó là cà chua. À, tiếp theo chúng ta nói về nấm. Nếu các bạn nào mà ăn nấm sống chắc là căng á. Nếu mà xét về mặt thực dưỡng thì nấm nó làm gì ạ? Nó rất là âm đúng không ạ? Mà nấm mà ăn thô nữa thì căng. Cho nên ở đây á, ở ngoài ra thì đó là ở góc độ thực dưỡng, còn góc độ khoa học thì sao? Thì góc độ khoa học thì nấm nó chứa một cái chất, nó sẽ làm tăng cường cái chất chống oxy hóa khi được nấu chín. Tức là người ta nghiên cứu khoa học vào năm 2006, một nghiên cứu đã được xuất bản trên cái về cái khoa học về khoa học về thực phẩm ở trên tạp chí đó. Người ta đã tìm thấy rằng nếu mà mình sử dụng cái nhiệt lượng cần thiết để mà tăng cường thì cái hoạt động của chất chống oxy hóa nó sẽ hoạt động tốt hơn. Có nghĩa rằng là nếu chúng ta có một cái chất chống oxy hóa ở đây, nhưng mà nếu chúng ta tăng cái nhiệt lên thì cái khả năng hoạt động của cái chất chống oxy hóa nó được tốt hơn. Và cái điều này nó sẽ nói đến vấn đề là người ta sử dụng cái nấm đông cô. Nấm đông cô, nếu mà nấm đông cô được nấu chín thì cái khả năng hấp thu các chất chống oxy hóa cho cơ thể là tốt hơn. Còn nếu các bạn để nấm đông cô mà ăn ăn sống thì hầu như là không có nhận được cái chất đó, hoặc là giảm bớt rất nhiều về số lượng hấp thu vào cơ thể. Tiếp theo là một cái loại thực phẩm khác, đó là khoai tây. Nhìn chung thì khoai tây thô nó chứa rất là nhiều các cái chất mà một cái chất tinh bột đó, và điều này có thể gây hại cho cái điều này nó có thể gây ra cái sự gọi là bị sinh bụng đầy hơi ở trong cơ thể của chúng ta. Những cái khoai tây thô nó có một cái thành phần dinh dưỡng mà nó sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thu về việc về vitamin và khoáng chất. Tức là nếu chúng ta mà ăn thô á, thì trong cái khoai tây đó nó có một số chất mà nó ngăn cản cái quá trình hấp thu vitamin và khoáng chất. Nhưng mà những cái chất mà chống cái khả năng hấp thu á, nó sẽ bị giảm đi khi chúng ta nấu lên. Có nghĩa là nếu các bạn lấy khoai tây bằng các bạn ăn thô vào người á, thì những cái chất mà chống cái sự hấp thu khoáng chất và vitamin nó sẽ ăn lên. Nhưng mà nếu các bạn nấu chín thì những cái chất chống cái sự hấp thu vitamin và khoáng chất nó sẽ giảm xuống. Đó, cho nên điều quan trọng là đối với khoai tây thì chúng ta buộc phải nấu chín. Tuy nhiên còn một cái điểm nữa là về mặt thực dưỡng thì khoai tây nó làm gì ạ? Khoai tây nó rất là âm. Và nếu các bạn ăn thô khoai tây, vừa bị sinh bụng, vừa bị âm, lại còn có những cái chất mà chống lại hấp thu vitamin và khoáng chất nữa, cho nên là điều vô cùng gây hại khi mà chúng ta ăn ăn khoai tây thô. Nên lúc đó chúng ta nên luộc khoai tây, và thường thì cho hay cho luộc khoai tây với muối và luộc trong lò nước áp suất để cho nó dương lên, nên là không có bao giờ ăn khoai tây sống cả. Tiếp theo là cà rốt. Cà rốt rồi tỏi cỏi tây và đậu đậu ve hay là đậu đậu xanh. Thì những cái loại đậu này vào một năm 2009, sau trong một cái bản nghiên cứu đã được xuất bản trên tạp chí về khoa học thực phẩm, đã cho thấy rằng có hai loại mà rau củ mà thực sự nó trở nên khỏe mạnh hơn để khi nấu chín, đó là cà rốt và tỏi tây.
những cái hoa, cái đậu xanh cũng tương tự như vậy, hay là đậu cô ve nó cũng tương tự như vậy. Ngoại trừ việc là nó chỉ được nó luộc lên và nó tức là cái loại này nó chỉ thực sự là hấp thu được khi mà chúng ta luộc lên hoặc là nấu chín thôi. Việc nấu chín hoặc là chúng ta xào ở trên bếp nữa, xào 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 cà rốt, thì cái điều này nó sẽ làm gấp đôi cái năng, gấp đôi cái chất chống oxy hóa. Và nếu mà bạn có thể bạn không có muốn xào, bạn dùng để nướng hoặc là bạn rang lên thì nó cũng có khả năng tăng cường được cái dinh dưỡng nếu mà các bạn sử dụng những cái loại này. Có nghĩa là cà rốt này, tỏi tây và đậu xanh là những cái thực phẩm mà nó sẽ tăng cường cái chất chống oxy hóa khi chúng ta nấu lên, chứ không có phải là ăn thô. Tiếp theo là các cái loại legume. Legume tức là gì ạ? Legume tức là các loại đậu ấy. Các bạn hầu hết các legume không thể ăn thô được, ví dụ như các bạn thấy ông các đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh, đậu tương, tất cả các loại đậu đó các bạn cứ ngâm trong nước xong các bạn ăn thô thì sao, không ăn được đúng không ạ? Bởi vì bản chất là nếu mà xét về mặt thực dưỡng thì cái đậu đó nó rất là axit, và nếu mà chúng ta đưa cái thực phẩm mà đầy axit vào cơ thể chúng ta thì vấn đề gì xảy ra? Nó sẽ rất hại cho vấn đề dạ dày đúng không, rất hại cho vấn đề dạ dày. Nên thực ra không bao giờ người ta ăn thô với đậu á, đa số ăn thô với rau củ thôi, chứ còn đậu thì hầu như phải nấu chín rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là hầu hết các loại đậu nó không thể ăn thô được, mặc dù nó có thể nảy mầm lên và được được kích hoạt để mà nó để tăng cường dinh dưỡng để nấu. Tức là có nhiều bạn thì nó là bây giờ nếu mà ăn thô đậu cũng được thì thôi mình làm cho nó nảy mầm lên thành giá thì ăn thô được không? Thực ra nếu nảy mầm thành giá thì ăn thô nó vẫn không không có thể là sử dụng hết toàn bộ được cái dinh dưỡng ở trong cái đậu đó. Một số loại đậu giống như là đậu đỏ, hoặc chứa đựng một cái chất gọi là lectin đặc biệt, mà điều này có thể gây hại cho cái vấn đề đường đường ruột, gây hại đường ruột. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta mang đi nấu nấu chín cái đậu đi á, thì nó sẽ làm giảm bớt cái tình trạng cái chất mà gây hại cho cái đường ruột này, tức là nó sẽ giảm thiểu hoặc là nó sẽ bớt hoặc là nó sẽ ngăn chặn được cái chất mà gây hại cho đường ruột. Đó, thì đây là một cái công trình nghiên cứu khoa học vào năm 2013 đã được xuất bản trên cái tạp chí khoa học về thực phẩm, đã cho rằng cả kể cả cái việc bạn mang đi nảy mầm và nấu chín đậu thì nó sẽ giúp cho cải thiện và tạo ra được nhiều cái lợi ích về sức khỏe của bạn. Đó, và nó sẽ có cái khả năng phòng chống được bệnh ung thư nếu mà chúng ta mang cái loại này, mang cái loại đậu này mà mang nảy mầm lên và đi nấu chín. Thì đó là một số cái thực phẩm mà chúng ta cần phải hiểu về cái vấn đề là nếu chúng ta ăn thô thì nó gây hại như thế nào. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà chúng ta chiên hoặc là chúng ta xào lên thì nó sẽ làm tăng cường cái tạo ra các cái chất mà gọi là chống lại phóng xạ, chống lại phóng xạ. Và cái chất gọi là carcinogen, thì những cái chất này là một cái thành phần chính mà gây hại cho các tế bào của chúng ta. Tức là nếu mà chúng ta mang các cái loại rau củ đi mà chúng ta chiên mà chiên quá nhiệt độ quá cao á, nhiệt độ quá cao nếu không phải sao, nếu xào bình thường với nước thì không sao, nhưng mà nếu chúng ta chiên quá cao thì chúng ta sẽ tạo ra những cái chất không tốt cho sức khỏe đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta chiên ở lửa vừa hoặc là lửa nhỏ hoặc là ở cái mức độ vừa phải và không có tạo ra các cái cháy ấy, thì nó lại là có tác dụng khác, nó lại tốt hơn. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ để ý đến cái phần này. Nếu mà chúng ta chiên ở cái thực phẩm quá lâu thì nó cũng tạo ra rất là nhiều cái trans fat. Cái trans fat là chất béo mà trước chúng ta đã nói. Cái chất béo trans fat hoặc là chất béo unsaturated fat, tức là chất béo no, chất béo không no. Đó, những cái chất béo á, cái chất béo mà hôm trước chúng ta học đó là trans fat và unsaturated fat, hai cái loại đó, tại vì cho không biết dịch ra nó như nào, nhưng mà cái trans fat và unsaturated fat thì nó sẽ có trực tiếp liên quan đến vấn đề là nó bị bệnh ung thư về tiểu đường, bệnh tim mạch hoặc là bệnh béo phì nếu mà chúng ta ăn những cái chất béo đó. Cho nên ở đây như Châu nói rằng là nếu mà các bạn nói về các loại rau củ rồi đậu đỗ vân vân, nếu trong trường hợp chúng ta dùng cái phản ứng là chúng ta dùng cái cách nấu là luộc hấp xào đồ này kia thì rất ok, nhưng mà nếu chúng ta chiên á, mà chiên ở cái lửa cao và nó tạo ra cái vấn đề về cháy hoặc là mình đem mình nướng vân vân mà nó để cháy khét này kia thì nó tạo ra một cái chất mà nó không hoàn toàn không tốt cho sức khỏe.
nên rau củ quả các thứ chúng ta nên luộc hấp, xào vân vân, làm nhẹ nhẹ thôi chứ đừng có làm cái gì mà quá mặn, thì điều này cực kỳ tốt cho sức khỏe đó. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là đồ ăn nấu chín sẽ mang cho bạn nhiều khoáng chất hơn, và khi mà nấu rau củ thì bạn mất một số dinh dưỡng nhưng mà một số chất thì vẫn có thể còn để mà hấp thụ vào cơ thể của bạn. Và tùy mỗi loại thực phẩm thì chúng ta sẽ chọn được cái cách nấu cho nó hợp lý, tùy thuộc vào cái việc, cái cơ chế và cái cấu trúc của cái thực phẩm đó. Và đây nó tiếp theo là chúng ta đã nói về hai cái loại gọi là chiên. Thế bây giờ chúng ta sẽ hấp, nó sẽ tốt hơn chúng ta, nếu mà chúng ta hấp thì nó sẽ tốt hơn là luộc, bởi vì là nó sẽ, nếu mà chúng ta hấp thì nó sẽ bảo tồn được cái chất chống oxy hóa trong rau củ của bạn. Và thực ra là khi chúng ta luộc ấy, thì rất là nhiều cái dinh dưỡng nó bị mất ở trong nước và thôi ra trong nước. Thực ra nếu mà bạn nào mà luộc cái gì thì đương nhiên phải uống luôn luôn nước luộc thì tốt, chứ nếu mà các bạn bỏ đi nước luộc thì nó sẽ không tốt. Tuy nhiên là như sáng nay chúng ta học làm cái món của cà rốt ấy, các bạn sẽ thấy là cà rốt là như châu thái thành 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 gọi là thái que này, sau đó sắc muối, sau đó sắc muối bóp ra một chút, sau đó như châu đặt lên bếp và như châu xào. Sao sao không 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 có dầu, sau khi xào xong một chút thì như châu lại cho thêm một ít nước nữa và xào tiếp một lượt nữa, thì xào hai lượt như vậy nó ra cái vị rất là ngọt và nó khô. Các bạn biết là sau khi xào xong nước cạn, nó không có để lại một chút nước nào ngoài hết, thì đó gọi là cái cách xào khan. Hôm trước như châu vừa nghe mẹ nói cái từ gọi là xào khan, cách xào khan để nó tạo ra thực phẩm cực ngon, nhưng mà nó vẫn phải có lửa chứ nó không thể nào mà ăn ăn thô được. Thì ở đây với cái cách mà chúng ta hấp, hoặc là hấp hấp mà hấp và nó không bị để cái việc là nó mất nước, nó không không để cái việc như kiểu luộc á, thì nó ra nước ở trong cái nước đó mà chúng ta hấp, thì nó sẽ có cái khả năng nhiều dinh dưỡng hơn cho cơ thể của chúng ta. Đó. Người ta vào trong tạp chí khoa học thực phẩm mà năm 2009, các cái công trình nghiên cứu đã cho thấy rằng có 14% cái chất chống oxy hóa nó sẽ bị mất, và trong khoảng 20% rau củ quả khi mà bị luộc lên. Tức là tóm lại, rau củ quả nếu chúng ta không luộc mà chúng ta làm cái xào khan hoặc chúng ta hấp thì cái giá trị dinh dưỡng nó cao hơn. Nếu bạn ăn quá nhiều cái thực phẩm mà bị luộc lên thì nó cũng có thể tạo ra được cái sự thiếu hụt. Ví dụ như khi mà bạn luộc lên thì nó nên, nếu mà bạn luộc rau cái gì đó thì nhớ giữ lại nước luộc để ăn và sử dụng để nấu ngũ cốc. Như vậy thì bạn sẽ hấp thu một số cái dinh dưỡng nào đó. Có nghĩa là cái nước luộc rau á, thì chúng ta sẽ dùng để uống hoặc là chúng ta sẽ cho vào để nấu súp. Như sáng nay như Châu đã còn có một số cái loại nước luộc luộc các thứ Châu cho hết vào một cái, và cuối cùng hôm nay Châu nấu thành một bát canh. Và cái canh đó Châu cho thêm miến và cái mộc mộc từ cái củ sen thì nó rất là ngon, và cái nước luộc rất là ngọt luôn. Thì ở đây chúng ta nhớ rằng là nếu mà có luộc thì phải ăn hết cả nước luộc, còn nếu không thì chúng ta xào khan hoặc là hấp thì nó sẽ nhiều dinh dưỡng hơn. Điều tiếp theo chúng ta sẽ nói về một cái rất rõ ràng, đó là khi mà chúng ta làm nóng một cái thực phẩm lên thì điều này đương nhiên là nó sẽ làm phá hủy cái enzyme. Nếu các bạn đọc cái quyển mà nhân tố enzyme thì các bạn biết là lửa nhiệt nó gây phá hủy enzyme đúng không? Cho nên là khi mà chúng ta làm nóng thực phẩm lên, chúng ta xào, luộc hoặc là nấu gì đó thì nó sẽ gây ra cái việc phá hủy enzyme. Nhưng mà chúng ta sẽ tự tạo ra được cái lượng enzyme mới, cái enzyme tiêu hóa mới cho cơ thể chúng ta. Và những cái người khỏe mạnh thì nó không có vấn đề trong việc tổng hợp những enzyme mà họ cần cho cái hệ thống tiêu hóa. Có nghĩa là nếu bạn là người cực kỳ yếu ruột hay là các bạn có những vấn đề về về tiêu hóa thì cái việc tiêu hóa đó thì có khả năng là bạn sẽ không không tạo tự tạo ra được enzyme. Nhưng nếu bạn là cái người khỏe mạnh thì bạn sẽ tự tạo ra được cái enzyme, tự tổng hợp được cái enzyme mà cần thiết cho cái hệ đường ruột của bạn. Vì vậy mà ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà so với cái nhu cầu là có được cái enzyme cho hệ tiêu hóa, thì để mà chúng ta đến với việc ăn ăn raw hay là ăn ăn hoa quả rau củ, thì cái điều mà chúng ta có thể nghiên cứu thêm đó là cái khả năng mà hấp thu tốt hơn để chúng ta nấu chín cái thực phẩm. Và giả sử như chúng ta nấu chín thực phẩm, chúng ta không đủ enzyme và cơ thể chúng ta tự tự tích lũy được enzyme. Còn không chúng ta nói rằng là vì chúng ta thiếu enzyme nên chúng ta phải ăn thô, nhưng mà ăn thô thì nó lại có vấn đề là khả năng hấp thu của nó kém hơn. Đó là
cái điều mà anh Châu muốn nói lên trong cái phần đầu này. À, đây là một số loại thực phẩm mà nó có lợi ích tốt hơn khi mà các bạn ăn ăn thô. À, nó nói về mặt dinh dưỡng thì nó sẽ ăn tốt hơn khi mà ăn thô. À, đương nhiên là nó cũng sẽ rất tốt để bạn nấu chín. Tuy nhiên là cái này là những cái thực phẩm mà bạn có khả năng ăn thô được. Và thứ nhất đó là ớt chuông. À, ớt chuông thì bạn có thể thích loại xanh, loại đỏ, loại cam vân vân. Nhưng mà ớt chuông rất là tốt khi chúng ta ăn thô. À, và trong năm 2009, một cái nghiên cứu đã cho rằng ở trên tạp chí khoa học về thực phẩm đã tìm thấy rằng ớt chuông có thể mất khoảng 75% cái chất chống oxy hóa khi mà bị nấu chín. Cho nên ớt chuông là tốt nhất là chúng ta nên ăn thô. Và bản thân là dù như Châu cũng thấy có nhiều trường hợp là khi mà người ta xào mì cho mình á, thì người ta xào mì này rồi các loại rau củ khác trước, và cuối cùng người ta cho ớt chuông vào cuối cùng và người ta đảo lên có chút xíu, tất nhiên là nó chỉ hơi tái thôi, thì ăn cái vị rất ngon, nhưng mà đến khi mà nấu chín quá nó nhũn ra thì lại không ngon nữa. Thì ở đây chúng ta nhớ là ớt chuông có khả năng ăn được ở cái dạng gọi là thô, và nếu mà ăn chín thì nó có thể mất đi một số cái lượng dinh dưỡng với chất chống oxy hóa, chất chống oxy hóa. Điều tiếp theo là bông cải. À, bông cải thì theo tạp chí năm 2009 thì người ta thấy rằng là nếu mà bông cải thô nó chứa 3 lần cái số lượng cái chất chống lại ung thư so với cái bông cải được luộc chín, nên bông cải chúng ta cũng có thể làm gỏi hay là trộn cái gì đó để ăn thô được, hoặc là chân tải vân vân thì cũng được ha. Tiếp theo là hành tây. À, trong khi hành tây nấu chín thì có rất là nhiều cái lợi ích cho sức khỏe, thì hành tây ở cái dạng tự nhiên là dạng raw nó cũng chứa đựng rất là nhiều cái thành phần chống lại cái bệnh tim mạch, cho nên là cái việc chúng ta ăn hành tây sống cũng là cái điều có khả năng làm được. Trong tất cả những cái bài mà trong lại những lần mà như Châu đi ra ngoài ăn á, thì đúng là khi mà trong cái đĩa cơm của như Châu á, là lúc nào họ cũng có để mấy miếng hành tây sống và cà rốt và củ cải sống. Tuy nhiên là nó có cả ba, nhưng mà thường là hành tây Châu không ăn được sống, nó hơi hăng, nhưng mà tóm lại thì người ta khuyến khích là mình ăn cả hành tây sống. Tiếp theo là tỏi. Một cái loại tỏi ở dạng raw, ở dạng từ thô, nó có thể chứa đựng những cái chất hợp chất sunfua, và điều này nó có thể tạo ra được những cái chất mà dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Vào công trình nghiên cứu khoa học 2001 thì cho thấy rằng là cái việc nấu chín tỏi nó có thể phá hủy được cái hợp chất sunfua này, và khi nấu tỏi thì hoặc là cắt ra hoặc là băm nó thì sau đó đợi 10 phút trước khi nấu chín. Điều này nó có thể cho phép những cái chất mà chống oxy hóa, chống lại ung thư nó phát triển, nó định hình được tốt hơn. Điều này có nghĩa rằng là đối với tỏi, nếu các bạn không có ăn thô được thì các bạn hãy cắt ra để đó tầm 10 phút, sau đó các bạn hãy nấu, thì điều này nó sẽ tốt hơn là việc chúng ta cắt ra chúng ta nấu ngay. Đó, thì đó là về vấn đề về tỏi. Tiếp theo là một cái chất, là một cái loại rau củ khác là rau cải kết. Theo một cái công trình nghiên cứu khoa học đã được xuất bản vào năm 1993, nếu chúng ta ăn khoảng 10 cốc rau cải kết ở dạng thô mỗi ngày, thường 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 gọi là thường xuyên, thì nó sẽ có thể làm hạn chế và tránh được cái nguy cơ của cái bệnh về tuyến giáp. Đó là một số cái mà người ta đã nghiên cứu ra, thì các bạn có thể tìm hiểu. Thì ở đây chúng ta sẽ nhớ rằng là đối với thực dưỡng mà nói thì ở thực dưỡng cổ điển thì người ta sẽ không bao giờ chấp nhận ăn thô, nhưng mà thực dưỡng hiện đại chấp nhận khoảng tầm độ 3 2 đến 3% là thực phẩm thô. Rau củ quả rau sống nó cái kia thì vẫn được dùng trong chế độ của thực dưỡng hiện đại, với điều kiện là người đó không bị quá bệnh hoặc là không bị đi phân nát hay là cơ thể đang khỏe mạnh thì chúng ta có thể ăn được. Cô ơi, cải kết là cải gì cô nhỉ? Dạ em sẽ gửi hình cho chị xem. Cải kết bây giờ ở Việt Nam nhiều lắm. Vấn đề về cái việc mà bạn sử dụng enzyme này kia thì nó cũng hơi khó nói, bởi vì bản chất là như trong không không dùng enzyme. Không phải là nó xấu nhưng mà nó hơi đắt tiền.
Mình có nhiều cách để mình có thể bổ sung được enzyme. Nên là như không dùng enzyme nhiều lắm. Em sẽ cho chị xem cái hình enzyme. À, cái gì hình của rau gạch kết ha. Đây, nhìn thấy chưa? Đây là rau gạch kết đấy ạ. Rau gạch kết là cái rau mà nói chung là bây giờ hiện nay mọi người hay bán ở siêu thị hoặc các cái cửa hàng rau sạch nhiều lắm, bởi vì cái giá trị dinh dưỡng và giá trị về chống oxy hóa nó khá cao. Mọi người hay 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 ăn. Và cái rau này á, nó rất là cứng nha, nó cứng lắm ấy, và xanh lắm. Mình chỉ để vài ngày nó cũng không vàng đúng luôn đó. Nó xanh vô cùng, thường người ta xào với thịt hoặc là người ta làm salad thôi. Nó là cải ca le cô nhỉ, cải xoăn ca le đúng Đúng rồi, đây không phải xoăn, không xoăn lắm. Nó tùy chị cũng có thể xoăn có đây ạ. loại xoăn ạ, à? Có loại Vâng, không xoăn đâu ạ, có loại không đấy đây xoăn ở có loại, đây, loại này là vâng đúng xoăn. không, Vâng, vâng em cũng đúng rồi, nó cũng có xoăn. Hồi trước cái em này cũng nó Việt Nam bây giờ người ta trồng cũng mấy loại được cô. đây có mấy loại rau gạch kết này, rau gạch tím Cái này. cây cây này trồng thích lắm, nó ăn quanh năm được ấy, tỉa ăn quanh năm được. Vâng, rau này người ta hay làm xay nước nước uống á, cũng có Vâng. rau gạch kết này, nó có tăng nhiều tác dụng tốt lắm. Nếu mà Thanh không hỏi thì mình không biết cái cải này cái gì. Rau gạch kết đấy, kale kale Nhà kale. mình cũng có nhưng mà độc gọi là cải xoăn thôi, theo dân gian nó dễ gọi. Xoăn với lại ca Vâng, le. và cải cái Nó le ạ. Cứng lắm. Nói trước em mua về nó cứng kinh khủng, là em nghĩ cái cải này sao mà ăn được á. Thế là sau đó em róc ra, bỏ cái cuống ở giữa đi, thái rất mỏng ra, xong xào lên thì ăn rõ là ngon. Xào Đúng lên rồi, ăn ngon. cô phải tước đi cái cuốn của nó, cô phải tước đi, Vâng, nhất là những cái cây em tước cái mà cuống đi, lâu sẽ năm bỏ đấy. cái cuống ra. Nhưng mà bên, Ừ. tại vì đã từng thấy ba ông bà, gọi là bà cô Susan ấy, cô Susan thì cô đã online cái chương trình về rau kết, thì Châu có xem thì Châu thấy là cái rau này cô cắt cái miếng rau kết ra, cô thái rất là nhỏ cái cuống, xong rồi xào lên ăn Chính cũng được. Nhưng mà xác. đừng để to là dai không nhai được, Cuốn nó cứng lắm, chính rất giữa. là cứng. Thế nên mình ăn cái rau kết này, rau này kết này có nhiều cái loại chất chất chống oxy hóa cao, đặc biệt dành cho người ung thư thì dùng càng tốt nữa. Mà rau là Dạ, cực tốt luôn, tại vì nó vừa trồng xanh. cái này có dễ không ạ, à, các bác? Dạ. Trồng cây này có dễ không ạ, à? Rau này. Trồng cây này dễ lắm chị ạ. À, em thấy người ta Trồng dễ đang nhưng trồng mà vừa chậu rồi nhiều nhà lắm. mình là bị nó nguội nên là nó nguội nhiều, chứ còn bình thường nó dễ. Nó lên xong rồi mình cứ ăn quanh năm được ấy, tỉa ăn quanh năm, tỉa lá ăn quanh năm. Vâng. Cải xoăn à? Vâng. À, một số bệnh lý thì phải kiểm tra lại xem nó có ăn được không, nhưng mà thực ra ở trong thực sự hiện đại tôi có hỏi thầy thì thầy không không nói là bị giới hạn cho mấy người bệnh. À, Thảo nói là khó ăn á, như tôi không biết thế nào, nhưng mà thực ra nhá, đối với thực dưỡng cái gì mà nó tốt cho sức khỏe kiểu gì cho cũng ăn được. Vẫn nhớ là ngày ngày hôm trước bạn Ngọc Anh có mang sang cho Như Châu một cái lọ dùng gấc. Nó và cái lọ thì nó rất là to, và ăn thì nhìn nó đỏ đỏ, chả con chả đứa nó ăn. Sau đó lại có một cái lọ khác, nó có cái hình giống như chai serum mà rất là đẹp, cái đứa nào thì cho mình nói là ăn cái này nó có cái chất, nó chất chống oxy hóa và nó làm hồng da này, rồi nó tốt cho sức khỏe dâu gấc ấy, nó nhiều tác dụng dinh dưỡng. Thế là cuối cùng có một thanh niên nhỏ 10 tuổi là rất là ngày nào hăng say ăn một hai giọt, tức là một bữa bát cơm nào cũng giọt vài giọt vô đó để ăn. À, thì bởi vì sao? Bởi vì cái này là nó tốt cho sức khỏe cho nên mình ăn. Chứ còn nếu mà nói về rau cải kết mà có nhiều bạn mà ăn thịt bò hoặc là ăn đồ thịt mặn quen rồi ấy, thì bảo rau cải kết chả ngon bằng thịt. Có nghĩa là nó không có ngon như mình tưởng tượng. Nhưng mà ý là nó vẫn ăn được, nếu các bạn xào và đúng kỹ thuật thì vẫn ăn được. Nhưng mà cái khả năng mà các bạn chế biến ra được nhiều kiểu, như là mình cân bằng âm dương hơn, bởi vì cái rau cải kết này cực kỳ dương. À, cho nên là chúng ta có thể có một bài mà như cháu đã từng học ở trong cái hội nghị quốc tế là người ta làm rau cải kết tráng kim chi. Các bạn nếu mà nhà nào có nhiều cái rau cải kết này thử làm muối kim chi ăn xem nào. Tức là thay vì mình mua cải thảo đúng không, thì mình cũng làm muối cải kết, nhưng mà các bạn cũng nhớ là tắt cái cuống ra, xong các bạn cắt thái miếng ra, cũng làm gồm có cà rốt này, rồi tỏi tỏi này, rồi củ cải đồ vân vân đó, xong các bạn trộn với nhau, xong rồi xay cái cối gồm có táo rồi rồi tỏi hành rồi các thứ đó. Và lên men từ gọi là cơm ấy, cơm hay là xôi gì đó, xong rồi các bạn
tức là xay mịn cái hỗn hợp đấy ra, trong trộn nó phải kết thì nó cũng ra một cái món gọi là kim chi rau vải kết, ăn khá là hay. Đó, đó cho còn thử làm hoặc là xào rau vải kết cũng được. Tóm lại là mình thấy là nó tốt cho sức khỏe thì mình sẽ cố gắng tìm cách để mình ăn được chứ không phải là không. Bà nói là trộn gỏi với lại củ cải đỏ. Tóm lại là mình muốn ăn thì mình sẽ tìm ra được cách, còn mình không muốn ăn hoặc mình thấy ghê thì mình sẽ gọi là thua cuộc ngay từ từ gọi là từ vòng gửi xe. Có nhiều thứ là thật bản chất như Châu thấy cái món này không ăn được, à, không ăn, nhưng mà thực ra khi người khác họ nấu lên đúng kiểu nó thì lại rất ngon. Ví dụ như Châu không thích ăn bắp cải bởi vì không hiểu hồi trước giờ mọi người nấu bắp cải ở nhà như Châu nấu rất là không ngon, và bắp cải như Châu mua mấy đợt liền nó hơi bị cứng, nấu rất khó. Thế là hôm qua như Châu thấy là khi mà mình nấu bắp cải với lại củ dền ấy, xong nó tạo ra được một cái màu sắc rất là đẹp và mềm, mà sau đó cho thêm cho chiều dầu mơ vào trong cái rau bắp cải với củ dền đó thì hương vị cực kỳ tuyệt vời luôn. Các bạn thử luộc bắp cải với củ dền và một chút dầu mơ xem vị nó khác hoàn toàn, ăn rất là ngon. Cho nên là nếu mà các bạn thấy khó ăn hoặc ăn không được thì các bạn phải điều chỉnh lại cách nấu, mình nấu chưa đúng nó không ngon. Bạn nói về canxi ông à? Canxi ông như cháu chưa nghe cái từ này. Như chưa nghe canxi ông. Ở trong thực dưỡng nó hay nói về canxi, ở nó nói về vấn đề ion tích cực và ion gọi là ion hoạt động và ion tích cực, ion tích cực và ion bị động, chứ không có nói về canxi ion. Thì cái này có thể là canxi ở dạng ion hay là cái gì đó thì các bạn sẽ nghiên cứu thêm. Hiện nay có một số người cần bổ sung enzyme, có nhiều loại enzyme như vitan enzyme có cần uống không? Theo bản chất thì như tôi thấy rằng là mọi người nói là enzyme là rất là tốt cho sức khỏe và phải cần có, nhưng mà như trong tài liệu chúng ta vừa học lại tất cả các loại enzyme chúng ta đều có khả năng tự sản xuất được đó, cho nên là theo như tôi nghĩ là đối bản thân thân như là như Châu chưa bao giờ bổ sung enzyme hết, bởi vì là trước cũng có người tặng như Châu một bộ, nhưng mà các bạn biết đó, cái enzyme đó nó rất là đắt tiền, vì vậy mà như Châu cảm thấy là nếu mà mình uống một đợt khoảng đồ mấy lọ đó mà nó có sức khỏe tốt liền á thì thì coi như chấp nhận đắt tiền để uống đi. Nhưng mà thực ra một chút thì không ăn thua gì, bởi vì hàng ngày chúng ta đều phải cần enzyme đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta không ăn được trong bản thân chúng ta mà chúng ta phải đi mua enzyme ngoài bổ sung vô thì bổ sung bao nhiêu cho đủ? Có nghĩa là chúng ta sẽ mất rất là nhiều tiền để cho cái việc mua cái enzyme để về uống. Trong khi đó cái tiền đó chúng ta nấu, chúng ta ăn nhiều rau củ quả hàng ngày thì nó sẽ cảm giác nó sẽ thú vị hơn. Đó, bản chất là như Châu thấy là nhất là điều kiện kinh tế của mình cũng không đủ cho phép mình có thể uống cái enzyme này dài hạn. Còn nếu mà nói là uống enzyme một đợt thì như Châu nghĩ nó không có tác dụng gì đâu. Bởi vì uống enzyme một đợt thì cơ thể chúng ta ngày nào nó cần enzyme, mà các bạn uống một đợt coi như cái đợt để bạn khỏe đi, xong rồi không hết enzyme thì bạn thế nào? Cơ thể bạn nó sẽ chống chọi như nào? Cho nên là theo phương pháp tự nhiên là cái gì nó để tự nhiên nó tốt nhất. Có nghĩa là mình ăn vào làm sao mình mua với cái số tiền mình chưa thấy là 1-2 triệu với một cái loạt một cái set enzyme đó, bộ đâu có 1 tuần 2 tuần như thôi, thì lấy 1-2 triệu mình đi mua thực phẩm về rau củ quả ăn còn sướng hơn không? Thế đó là bản chất về cái phân tích của Như Châu, là Như Châu sẽ thích theo cái kiểu là mình ăn thô, mình ăn mình nấu ăn nhiều hơn, chứ mình không có muốn là uống một cái gì đó mà nó cố đặc, bởi vì cái đấy nó sẽ tốt trong một đoạn nhưng mà chẳng sao không có thì mình sẽ bị phụ thuộc, nếu có là mình sẽ cơ thể mình nó sẽ bị chơi bới ngay. Nên tốt nhất là ăn cái gì mà nó ăn hàng ngày được, cái gì có thể dùng được và cái gì có thể tiết kiệm tiền được thì nó sẽ ổn hơn đó. Thì theo như Châu nghĩ là không cần thiết phải uống, trừ trường hợp bị bệnh lý nặng quá mà không có enzyme thì không tiêu hóa được cái gì hết thì may ra thì phải có dành dùng một số tiền rất lớn để mua enzyme mà uống, bởi vì cho thấy một cái loạt lộ trình trong nó có thể 2-3 triệu trong vòng 1-2 tuần. Như vậy nếu bạn muốn uống cỡ 6 tháng rồi lên thì tính bao nhiêu tiền là thì bạn thử tính ra để xem cái năng lực tài chính bạn có đủ để có thể dùng được không. Đó đó là cái mà cái tư duy mà như Châu nghĩ ở trong đầu mình như vậy. Thì như vậy chúng ta đã hôm nay nói qua được cái phần về 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 raw và cái ăn ăn thô và ăn 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 nấu chín. Thì
Đúng là cái này chúng ta cũng phải học thì mới hiểu được thôi. Như Châu đã từng có rất nhiều học viên mà các bạn ấy ăn thô và các bạn ấy gặp những trở ngại và bạn ấy quay lại ăn thực dưỡng, và cũng có rất nhiều học viên ăn ăn thực dưỡng lâu năm rồi cuối cùng chuyển sang ăn thô. Cũng không phải là có hai chiều, thì thực ra như Châu nghĩ là cái thô hay là nấu chín á, thì nó sẽ liên quan đến vấn đề cơ địa của bạn. Nếu cơ địa của bạn là cái người có cái nhiệt lượng cao và đường tiêu hóa tốt thì như vậy nhiệt lượng cao và đường tiêu hóa tốt thì cái điều đó bạn sẽ có khả năng ăn thô được. Còn nếu trong trường hợp bạn là người đi phân nát, bạn là người rất lạnh, rồi cái thời tiết nơi chỗ bạn ở là nó rất là lạnh, thì bạn ăn thô là ăn ăn đòn ngay. Ví dụ như ở chỗ như cho các bạn thấy đây là mùa hè, với cho mặc một cái áo giữ nhiệt và thêm một cái áo len là đủ biết nó lạnh như nào, mà cái cỡ nhiệt độ như này cho ăn khô là hỏng bởi vì nó lạnh lắm. Đó, và cái cơ thể như Châu là cơ thể bị cũng không phải là thừa lửa, cho nên là như Châu mà ăn thô vô là lạnh bụng ngay lập tức là không đỡ được. Thì cái chuyện ăn thô hay không ăn thô nó tùy thuộc vào cơ địa mỗi người. Nếu bạn thấy là mà bạn đã có một cơ thể rất là khỏe mạnh này, hoặc là bạn là cái người mà rất là nắng này, thì lúc đó các bạn sẽ dùng chuyển sang ăn thô rất là dễ. Nhưng mà nếu bạn là người hay lạnh tay lạnh chân, đường ruột kém, đi phân nát vân vân, bạn ăn thô là bạn sẽ ăn đủ ngay, là nó sẽ bị cái kết quả rất là xấu. Còn đối với thực dưỡng thì trong thực dưỡng hiện đại có khuyến khích ăn thô đồ khoảng từ 3 đến 5% trong cái toàn bộ cái bữa ăn của mình, nó có ăn thêm một chút xíu đồ thô, mà cái đồ thô đó có thể là làm đồ muối chua hoặc là ăn như kiểu là một mấy miếng hành tây, hay là thêm hành tây ngâm giấm, hay là rau xà lách son, hay là cái xà lách này nọ để ăn thêm, thì có thể ăn tầm từ 3 đến 5% tùy thuộc vào cái cơ địa của mỗi người. Thì có cho phép ăn thô nhưng mà tỷ lệ cực thấp, còn đa số là sẽ nấu chín. Và nấu chín hay không nấu chín ở cái kiểu nấu nào, giống như là nấu lướt, nấu hầm, nấu tái, hay là trộn, hay là làm gì đó, nó sẽ tùy thuộc vào từng loại thực phẩm và tùy thuộc vào từng cơ địa một người, hoặc là từng giai đoạn. Giống như lần này bạn muốn ăn rất là dương để giải quyết các bệnh lý này thì các bạn phải nấu như thế nào, còn các bạn ăn lẫm để là giải quyết vấn đề bệnh lý thì bạn nấu ra sao. Thì có rất là nhiều kỹ thuật và mỗi kỹ thuật nó sẽ tượng trưng cho một cái kiểu thực phẩm khác nhau. Đó là cái phần mà về dầu chốt lại về cái phần ăn thô và nấu chín. Bạn hỏi là có biến cố gì khiến cho như Châu phải chuyển sang ăn chay? Câu này hay, câu này nói chắc cả ngày không hết. Thứ nhất là như Châu là người Huế, và người Huế thì bản chất là rất nhiều người ăn chay. Đó là cái điều đầu tiên. Hồi như Châu còn nhỏ là đã ăn 3 ngày, 4 ngày, 7 ngày, 10 ngày. Thực ra hồi đó cả nhà hay ăn 4 ngày. Tuy nhiên là như Châu thấy thực ra giai đoạn đầu ăn chay khó lắm. Cứ 4 ngày nhưng mà mỗi ngày mà ăn chay xong nhớ đến việc làm sao để ăn thịt thôi, bởi vì nó đói quá. Hồi đó thì có ăn chay ở Huế, chỉ có đậu phụ với lại cà chua sao đồ này kia, sốt cà chua hoặc là rau sống, hoặc là từ khi vào chùa thì sướng. Đi vào chùa ở Huế nó ăn chay rất là ngon. Cứ 14, 15 mà thay vì ở nhà không có gì ăn thì đi vào chùa ăn, xin đi ăn ở chùa thì cái mâm cơm chay ở chùa cực kỳ nhiều vị. Và đó là cái nền tảng đầu tiên cho Như Châu khi mà cái việc ăn chay. Và Như Châu thực sự thấy rất là ngon miệng khi mà đi vào chùa ăn vào các ngày như là 14, 15 hay 30 mùng 1. Hầu như là hay hay đi qua đó. Và hồi nhỏ Như Châu cũng hay đi chùa để làm công quả nhỏ 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 thôi, chứ cũng chả biết làm gì, làm được cái gì thì làm, đi loanh quanh ở đấy thôi. Đó là cái duyên đầu tiên cho việc ăn chay. Cái duyên thứ hai ấy là Như Châu nghiên cứu về thực dưỡng và biết về vấn đề ăn chay là nó sẽ tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên là cái việc mình ăn mặn là nó cũng quen rồi, nên đến cái thời mà sinh viên thì Châu vẫn cố gắng giữ được cái lề là 2 ngày hoặc 4 ngày. Sau đó thì một cái cho mình đi học Phật pháp này kia và mình bắt đầu chuyển sang ăn khoảng 7 ngày và 10 ngày. Và cái cuối cùng là do con là như Châu lúc mà sinh ra thì bạn ấy bị táo bón. Lúc đó bạn ấy gần như 10 ngày không đi được. Và lúc đó sau khi mà một quá trình rất là dài trong vòng khoảng hơn 10 năm nghiên cứu về dinh dưỡng, thực phẩm, rồi chế độ ăn uống, rồi thực dưỡng, thì năm 2010 là gần sau khoảng 5 năm nghiên cứu thực dưỡng và ăn chay 4 ngày, 5 ngày, 7 ngày rất là lâu rồi, thì 2010 cho chuyển sang ăn chay hoàn toàn, không ăn thịt nữa. Và trong cái thời điểm đó thì thực ra là mình có rất là nhiều vấn đề về mặt tâm linh, cũng như là về nhiều cái vấn đề về cái việc là mình nhìn thấy những cái cảnh mà những con vật mà bị sát sinh ấy,
nó kiểu nó có rất là nhiều cái cảm xúc ở trong đó à, và nhiều cái sự thật ra là cũng chẳng có biến cố gì về sức khỏe, cũng không có vấn đề gì về về vấn đề khác hết á, nhưng mà vì mình cảm thấy là à nếu mình có thể chuyển sang ăn chay được thì nó sẽ tốt hơn, bởi vì mình đã học rất là nhiều về luật nhân quả rồi rất là nhiều thứ, nên là sau đó thì mình chuyển sang ăn chay. Thì trong cái giai đoạn đầu chuyển sang ăn chay nó cũng gặp rất là nhiều thử thách. À, bằng cái việc là mình từ 52 cân tụt xuống ở 42 cân, xuống 10 cân khi mình ăn chay trường, và nó tạo ra cái sức khỏe nó cũng hơi lất phất chút xíu. Là sau đó mình cũng quyết tâm và cứ dần 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 thì từ 42 cân bây giờ mình tăng lên lại 50 cân. Đó là cái cân nặng chuẩn của mình bây giờ, cứ 50, 51, 52 như thế. Thì mình thấy là ăn chay xong thì mình thấy có rất là nhiều lợi ích. Lợi ích thứ nhất là mình ít giận dữ hơn. Hồi trước thì giận nhanh lắm, một cái việc gì không vừa ý là thể gọi là ném đồ rồi sán chén, nói như kiểu người Huế là sán chén, sán bát, sán chén, rất là ném tung lung ấy, tức là cảm thấy rất là giận dữ, dễ giận hơn. Nhưng mà ăn chay thì nó bớt đi cái tính nóng đó, nó trầm hơn, trầm tĩnh hơn, và nó làm cho mình nó thoải mái tư tưởng. Và một cái điều đặc biệt đó là vấn đề về tuổi tác thì nhìn nó trẻ hơn là ăn ăn mặn. Hồi hồi xưa da của mình rất là nhiều mụn và nó nám, mà cũng như là cái da của mình nó không khô như này, nó lúc nào cũng nhầy 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 á. Và nhiều bệnh lắm. Nhưng mà sau khi ăn chay xong thì da dẻ nó khô, nó không có còn bị dầu nhờn như trước đây nữa, và nó siết xe khít lỗ chân lông, nhìn nó đỡ hơn, nó không còn như ngày xưa nữa. Nếu bạn muốn ăn chay thì bạn đi theo cái lớp 80 giờ ấy, thì các bạn đủ hết toàn bộ kiến thức, bạn không có cái gì phải gọi là đau, chứ không có cái gì phải nghi ngờ về cái việc ăn chay nó là tốt cho sức khỏe. Bạn đương nhiên ăn chay, ăn chay đương nhiên là tốt rồi, nhưng mà vấn đề người ta chuyển như thế nào và nó ảnh hưởng như thế nào về sức khỏe, nếu bạn không có đủ cái kiến thức về ăn chay ấy, thì nó sẽ rất nguy hiểm. Đó, giống như như Châu nói là bạn có thể sụt cân, giống như Châu là từ 52 cân xuống 42 cân và rất nhiều vấn đề. Nhưng mà sau đó khi mà như Châu, vì cái thời gian đó là thời gian tìm hiểu của như Châu, cho nên như Châu trải nghiệm rất là nhiều kiểu khác nhau, và từ từ bây giờ thì nó tăng lên được 50 cân. Thì để mà bạn có khả năng chuyển sang chay thì bạn phải có kiến thức, và kể cả bản thân như Châu là vì nó còn dài. Như Châu không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mà sau khi bạn ăn chay xong thì bạn còn làm gì ạ? Có thể là bạn lập gia đình hoặc bạn sinh con. Như vậy thì bạn lập gia đình, bạn sẽ đối mặt với vấn đề là như nào? Sau đó về cái việc là bạn ăn ăn chay xong thì bạn sinh con và nuôi con như thế nào? Đó, cho nên là ví dụ như là nếu bạn muốn chuyển chay thì như Châu vẫn đề nghị bạn học cái lớp 80 giờ, nó đầy đủ tất cả thứ trong đó. Từ việc là kinh nguyệt ăn chay như thế nào, xong rồi đến mãn kinh ra sao, xong rồi nuôi bé như thế nào, bầu như thế nào, bệnh lý như nào, thì cả thành một cái cột trội, một cái gọi là một cái lối sống, một cái lifestyle suốt cả cái quãng đời của bạn, thì bạn sẽ hiểu rất là cặn kẽ về mọi thứ. Thì như vậy bạn mới chắc tâm để bạn chuyển sang ăn chay hoàn toàn được. Còn bạn nếu bạn không biết thì bạn cứ tìm hiểu chắp vá từng đoạn một, thì bạn sẽ bị một số cái trở ngại mà bạn dễ bị gãy ở đường. Vì như Châu ăn chay từ năm 2010 đến nay là 2023, tức khoảng 13 năm. Và trong thời gian đó như Châu có mang thai một em bé thuần chay. À, bây giờ bé đã được 9 tuổi rồi. Đó, thì cho nên là mình thấy cả một cái quá trình, một cái lộ trình dài như vậy thì nó rất là nhiều cái sự khó khăn và sự thách thức, và mình đã giải quyết như thế nào, thì bạn có thể tận dụng những cái kinh nghiệm của mình để bạn đi cái con đường của bạn mà nó nhẹ hơn, nó không có bị chướng ngại. À, bạn Thu Hà có hỏi về về chào. Về chào hả? Như Châu thích chào lắm. Vấn đề là không có chào để ăn nên là thật đành phải chịu. Thực ra thì thực dưỡng không nhắc đến chao, mà thực dưỡng nhắc đến cái gì ạ? Thực dưỡng là nhắc đến cái miso, bởi vì sao? Bởi vì chao rất là âm, cho nên những người ăn chay là người mà bị âm á, mà ăn chao nữa thì càng âm nữa. Đó là nguyên nhân mà không nhắc đến chao. Mà trong thực dưỡng sẽ nhắc đến tương bần, có tương bần trong tất cả các tài liệu về thực dưỡng. À, thực dưỡng Việt Nam thôi nha, chứ thực dưỡng nước ngoài họ không biết làm tương bần, họ chỉ ăn miso thôi, họ không ăn tương bần, họ chỉ ăn miso thôi. Vì vậy mà khi mà bạn ăn chao á thì bạn phải có một cách nấu đặc biệt. Ví dụ như Châu nhớ là hồi ở Huế nó có cái món gọi là lẩu chao,
thì cái lẩu đó nó có rất là nhiều loại gia vị và nó mang tính kiêm hơn, cũng như là nó có nhiều gia vị, nó làm dương hóa cái chao này lên thì ăn mới được. Chứ còn chao bà nào mới ăn đầu tiên nhìn đau bụng thì chảy lắm, bởi vì nó rất âm. Và như Châu gọi là ngày xưa rất là thích chao, đến nỗi mà đi đi vào Sài Gòn cũng cũng mang chao ở Huế vào, xong rồi đi ra Bắc cũng mang chao, rất là thích chao. Nhưng mà sau khi ăn thực dưỡng xong thì thấy là nó khá là âm, và mỗi lần mình ăn mình thấy cái đường ruột mình nó có cái sự nhạy cảm ở trong đó, nên sau đó mình không ăn chao, mình chuyển sang ăn miso đó. Cho nên là cái nguyên nhân rằng bạn có thể ăn chao nếu bạn là cái người đang ăn mặn, bởi vì chao nó rất âm, cho nên người ăn mặn thì ăn đồ đồ đạm đồ vật nó dương ấy, thì bạn sẽ ăn ở chao nó rất ok. Nhưng mà khi bạn là người ăn chay mà bạn ăn chế độ ăn chay là nó âm hơn, bởi vì rau củ quả nó âm hơn thịt mà bạn ăn thêm chao bôn nữa thì nó càng âm hơn nữa, cho nên là nó sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn. Cho nên là ấy, bạn sẽ ăn 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 miso hoặc là ăn tương bần để thay thế cho cái chế độ mà có chao. Chứ còn thật ra chao cũng tốt chứ không phải xấu, nhưng mà nó chỉ là bản chất nó là âm thôi. Thì bạn nam ở dương, cơ thể dương ăn được, nhưng mà cơ thể âm thì đừng ăn. À, bạn Hiền hỏi là chồng cô và gia đình có ăn chay cùng không? Cái này thì rất là dễ, không có gì là khó hết. Cái này Châu đã trải nghiệm rất nhiều rồi. Cái lần đầu tiên như Châu ăn chay là 2010. Thực ra trước đó mình đã ăn 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày ăn nhiều rồi, nhưng mà chưa ăn chay trường thôi. À, đến 2010 là lúc đó em bé bị táo bón quá nặng, nên Châu quyết định luôn là ăn chay. Thì sau khi mà ăn chay xong á, thì khoảng độ 1-2 năm sau thì em chồng như Châu cùng cùng nhà cũng chuyển sang chay, bởi vì bạn đấy cũng thuộc tu tập, cho nên là bạn ăn chay luôn. Sau đó thì chồng như Châu cũng chuyển sang ăn chay luôn. À, và mẹ chồng cũng chuyển luôn, và cuối cùng là các bạn con là như Châu là chuyển sang ăn chay, tức là trong khoảng 10 năm, không thực ra là khoảng 7 năm thôi, 7 8 năm gì đó, thì tất cả cả nhà đều chuyển sang ăn chay hết, thì trừ mỗi bố chồng như Châu là không ăn chay. Thì thực ra là như Châu không có cái cảm giác về việc áp lực trong việc chay mặn, mà ở nhà như Châu vẫn nấu ăn cho nhà đồ mặn được. Ví dụ như là nhà như Châu sẽ tách ra một cái khu vực là nấu chay riêng, một khu vực nấu mặn riêng. Thực ra nồi niêu xoong chảo thì vẫn dùng chung thôi, không có cái gì mà cảm thấy là nó quá khác biệt. Nhưng mà như Châu sẽ có một cái nồi cơm điện mà chuyên nấu các món mặn cho ông, như là kho thịt, kho cá, rồi kho các thứ vô trong cái nồi đó. Bởi vì cái nồi đó nó có chế độ nấu chậm, nên mình sẽ nấu các loại kho vô trong cái nồi đó. Còn ví dụ như cần xào thịt bò hay cái gì đó thì mình sẽ xào một cái chảo khác. À, tuy nhiên là đến nay sau khi 13 năm Châu quay trở lại gia đình thì thấy là ông đã giảm cái tỷ lệ đàn ông vật xuống còn hơn một, chưa được một nửa. Ví dụ như bình thường ông ăn hai lạng thịt thì bây giờ ông ăn khoảng tầm 80 gram thôi, khoảng như thế. Tự nhiên ông giảm rồi, ông bảo ăn nhiều đàm vật như ông đầy bụng không tiêu được. Ở buổi sáng là ông ăn một cốc bột nấu nước sữa thảo mộc, ông không ăn thịt nữa. Đó. Thì ở đây là như cho thấy là sau quá trình 13 năm thì ít nhất là những người khác trong gia đình chuyển sang chay hết rồi, còn là một mình ông nội thì chuyển sang ăn chế độ ăn có đạm động vật nhưng mà tỷ lệ thấp hơn. Nói chung là mọi người đã nhìn thấy cái giá trị của việc ăn chay rồi, nên mọi người vẫn cứ theo thôi. Điều đầu tiên quan trọng nhất đó là bạn ăn chay bạn phải khỏe đã, thì người khác mới theo bạn được. Còn nếu bạn ăn chay mà suốt ngày bạn ốm, mà đi khám bác sĩ xong ra cái chỉ số là thiếu máu hay thiếu canxi này, thiếu vitamin A, B, C, X, Y, Z thì không có ai theo bạn hết. Đó là điều hiển nhiên. Bản thân là khi mà như Châu ăn chay xong, Châu vẫn thức khuya dậy sớm, vẫn làm việc bình thường, không có cái gì ốm đau quặt quẹo gì hết, thì mọi người sẽ cảm thấy à, mẹ mình hay là vợ mình hay là con mình nó ăn chay trong nó không có bị ảnh hưởng đến sức khỏe, thì mình cũng có thể ăn được, đúng không? Còn nếu bạn ăn chay xong bạn cứ đủ các bệnh này thì không ai theo bạn hết, nên bạn phải tự tỏa sáng trước. Bạn tự tỏa sáng trước xong rồi có một nguyên lý tiếp theo, đó là nguyên lý thêm vào chứ không có đi. Có nghĩa là gì ạ? Thay vì bạn làm một cái đĩa thịt ở giữa bàn thì bây giờ bạn sẽ có hai loại, à, một là đĩa thịt và hai là đĩa đậu. À, đậu này có thể là đậu phụ, đậu gà, đậu lăng, cả nấu các món súp cà ri đồ đủ các thứ. Nhưng mà các bạn sẽ có một cái đậu lăng, các bạn sẽ có hai cái đối, tức là một cái đối là protein động vật và một cái protein thực vật. Còn rau thì các bạn xào chung, mọi người ăn chung với nhau rồi không nói, nhưng mà phải có một cái động vật và protein thực vật, hai cái này nó sẽ san sẻ với nhau. Trước đây trong cái mâm cơm bạn chỉ có mỗi protein động vật thôi, nay nó có hai loại và bạn phải làm sao để cái món protein thực vật của bạn rất là ngon và thơm. Thì như vậy mọi người sẽ à ăn thấy thử thế nào ngon không, ăn ngon ăn thêm lại thêm thêm thêm, và cuối cùng tự nhiên họ sẽ giảm đi cái lượng đàn động vật xuống một cách tự nhiên mà họ không nhận ra là họ đang chuyển sang chế độ ăn
phần thực vật nhiều hơn. Ừ, cho nên là mình sẽ rất là khéo léo trong việc ba chỉ các món ăn ở nhà, thì cái điều đó nó không có gặp cái chướng ngại gì hết. Còn đừng bao giờ nói rằng là ôi tôi ăn chay tôi sẽ rất là trở nên siêu việt, còn người ăn mặn là họ sẽ rất là xấu xa. Như như vậy, nếu mình có cái tâm rằng là người ăn chay rất tốt và người ăn mặn thì rất xấu, hoặc là ông ăn chay riết rồi kiểu mình có thể làm những cái việc rất là khủng khiếp ấy, nhưng mà có ăn mặn thì lại là cái người mà chịu chịu nghiệp đồ, hay là đạo đức không tốt ABC thì Z, mình có cái tư tưởng nói rằng là cái ăn ăn mặn nó xấu á, thì cái đấy nó sẽ tạo ra cái phản lực làm cho mình bị xung đột trong gia đình. Thực ra bản chất như Châu thấy nó bình thường, như Châu chỉ nói rằng à đây là sở thích của em thích ăn chay bởi vì em thấy ăn chay vô người là thơm, nó không có mùi giống như là ăn thịt, hoặc là em ăn chay em thấy happy, em thấy vui hơn bởi vì nó sẽ rất là nhẹ nhẹ tiêu hóa dễ dàng đó. Thì thế thôi, mà mình đấy là sở thích, giống như là hobby của tôi là tôi thích ăn cái này và tôi không thích ăn cái kia, chứ không phải là mình phải lên án là ăn chay là rất là tốt còn ăn mặn là rất là xấu xa. Nói như vậy các bạn sẽ bị xung đột ngay lập tức và các bạn sẽ bị ăn đòn ngay, là người ta sẽ chống đối bạn bất cứ cái thứ gì mà nó bị xung đột quá mức và người ta không chấp nhận được về mặt trên bề mặt là bản ngã, thì người ta sẽ xung đột với bạn, người ta sẽ chống đối bạn và người ta sẽ dùng dùng đủ mọi cách để các bạn khống chế các bạn, không cho các bạn ăn hoặc không cho các bạn phát triển cái mà bạn muốn. Cho nên chúng ta hãy mềm mềm mại như nước chảy vào trong nhà bằng cách là nấu ăn rất ngon. Các bạn mà vào trong lớp 80 giờ các bạn xem là mọi người nấu tưng bừng buổi sáng không? À, rồi mọi người chia sẻ đâu, mọi người ăn và thấy mọi người ngon xong rồi con cái mình ăn và không có cảm giác gì trong cái việc chay mặn hết. Và hồi trước mà như Châu ở nhà, như Châu nấu phở là lúc nào cũng có một phở chay và một phở mặn hết á. À, có thể là một cách mà đơn giản nhất là như Châu luộc cái gà xong Châu sẽ phay ra xong lấy nước luộc gà đó, còn bên này á thì Châu sẽ nấu nước dùng từ rau củ quả xong Châu rán đậu với là giò các thứ vô, xong là mì thì trụng chung với nhau, rau sống trụng chung với nhau đó, còn xong thì mình sẽ đặt bát lên xong cho hai nước phở khác nhau, cho hai cái loại đạm động vật và thực vật khác nhau, thế tạo ra hai bát phở mà nhìn lên bề mặt thì không có gì khác nhau hết. Có nhiều lần thì như Châu lấy luôn cái nước phở chay đấy, như Châu bỏ thịt vô hoặc là nhúng thêm ít thịt bò thả vô nữa thành bát phở của người mà ăn mặn, không có cái gì khác biệt để tạo ra cái sự xung đột trong nhà hết, mọi người vẫn thấy happy vui vẻ. Còn một điểm quan trọng nữa trong vấn đề về ăn chay mặn đó là cái lý thuyết về thực dưỡng là ăn thực phẩm toàn phần, nên như Châu đã cài thêm mà ngũ cốc lức với lại là các loại ngũ cốc khác, ví dụ trong cơm trắng của bình thường ở nhà phải cho thêm hạt kê, quinoa, rồi ý dị hay cái gì đó để cho cái sắc màu của cái gạo trở nên có sắc màu xanh đỏ tím vàng nhiều hơn, chứ không có để trắng trợn, vì gạo trắng không đó, là nó sẽ gây ra cái khả năng bị bệnh tiểu đường là một, huyết áp là hai và vấn đề về xương khớp là ba nếu mà chúng ta ăn mỗi gạo sắt trắng không. Cho nên như Châu đã bắt đầu thêm gạo sắt dối vô này, cho thêm hạt cơm trắng trộn kê vô này, cơm trắng trộn quinoa vô này, và như Châu nói là đó các bạn các con có thể thấy là trên mạng ấy, những cái quốc gia phát triển như là nhà Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, mà đúng là như Châu nhìn thấy phim Hàn Quốc luôn, người ta làm những cái món ăn gạo người ta cơm người ta là màu sắc lắm, màu xanh màu tím đàng hoàng, màu tím hoặc màu đỏ đàng hoàng chứ không có phải là trắng như người Việt. Ừ, thì cái lúc đó họ trộn các loại ngũ cốc khác để có màu cho nên là nhìn nó đẹp, nó sinh động hơn, và từ từ thì mọi người cũng chấp nhận với cái việc là ăn cơm ngũ cốc trộn chứ người ta không có ăn ngũ cốc sả trắng như trước đây nữa. Hà đang ngồi hỏng món ăn ngày mai mình dạo này mình hơi bị chậm nên là cuối cùng sau cái buổi học này mình sẽ đưa các bạn menu để học ngày mai. Cô ơi, cho em hỏi một câu ạ. Người mệt mỏi mà hoa mắt, bùn rủn chân tay rồi tim đập nhanh thì là bị bệnh gì và cách dùng trợ phương như thế nào để khắc phục? Người ở bao nhiêu tuổi ạ? Con Bao nhiêu? gái em năm nay 25 tuổi ạ. 25 tuổi con gái, tim đập Dạ. nhanh, mệt mỏi buồn rủn tay chân, tụt Hoa huyết mắt. áp gì ạ? Cháu đi khám rồi thì huyết áp lại không thấp ạ. Mới đi khám bệnh về nói là không huyết áp không thấp. Huyết áp không thấp là nó là cái dạng tức là nó không mãn tính nhưng mà nó có một thời điểm nó bị tụt xuống một cái thời điểm nào đó, mà cái bạn ấy có ăn đều không ạ, ăn cơm đầy đủ ngày 3 bữa hay 5 bữa không? Bạn ấy thì chắc ăn cơm ăn đủ ngày 3 bữa nhưng mà ăn ít ạ. À, cái việc mà bị cái kiểu như vậy là đa số là những cái triệu chứng của cái vấn đề về tụt huyết áp mà nó dạng thế kiểu là tức thời ấy, nó không phải là mãn tính, nếu mà đi khám không ra là nó không phải mãn tính, có nghĩa là mới chớm thôi,
chứ không phải mãn tính. Mãn tính là lúc nào nó bị như vậy hết, còn cái mới khởi khởi phát thì nó chỉ có vài cái đợt nó xảy ra như vậy thôi. Thì cái đó mình phải tăng cường đồ ăn lên, tất cả các món thực dưỡng mà bữa giờ mình học á là toàn là các món mà rất là nhiều năng lượng hết á, chứ không có cái nào mà ít năng lượng. Ví dụ như chị cứ để ý cái món bột củ sen sáng nay hả, em ăn xong thấy no lắm mà nó lại rất là kiềm. Thì cái vấn đề mà tim đập nhanh ấy là chứng tỏ là có hai vấn đề. Một là hệ thần kinh của bạn này nó có cái gọi là cái mental health của bạn này nó đang có trục trặc xíu, tức là cái hệ thần kinh giao cảm của bạn đấy nó bị hơi nhạy cảm với môi trường, hoặc là nhạy cảm với một cái tín hiệu gì đó, hoặc là new một cái thông tin gì đó, làm cho cái tim của bạn nó không có hoạt động ổn định được. Thì nó liên quan đến cái mental health, sức khỏe mặt thần kinh, sức khỏe mặt về cảm xúc, về hệ thần kinh giao cảm. Thứ hai là cái việc mệt mỏi và thiếu năng lượng là do cái việc hấp thu dinh dưỡng của bạn không có được, hoặc bạn ăn quá ít cho nên là thiếu chất. Mà thiếu chất thì nó gây ra vấn đề là hoa mắt chóng mặt thôi, nó thiếu máu nó sẽ là gây ra tình trạng hoa mắt chóng mặt. Thì nó sẽ có thể có một vài cái nguyên nhân thôi, một là thiếu máu, hai là thiếu năng lượng, thứ ba là tụt huyết áp, mà một số cái điểm đó nó sẽ ảnh hưởng đến bạn. Thì mới 25 tuổi thì em nghĩ là nó cũng không có cái gì cả, bây giờ chỉ phải làm sao cho bạn này ăn được ngủ bất lực, đó là điều rất quan trọng. Bởi vì nếu không thì chỉ phải cho cái tỷ lệ ngủ cốc sắt trắng và ngủ cốc lứt, với cái tỷ lệ khoảng tầm 50% là gạo trắng và 50% là các loại ngũ cốc khác như kê, quinoa, yến mạch, thắc mạch, kiêu mạch rồi gì đó, chỉ trộn vô với nhau để nấu. Và 50-50 thì nó mới được. Và cái bạn này nên ăn cơm đứt hoặc là cháo ngũ cốc. Còn ở bên chỗ với chỗ tình duyên, bạn ấy có cái gói tiềm mới có thể cho nấu cháo vào lúc được gói tiềm đó, thì nó cũng làm tăng bổ máu được rất là tốt luôn, để tăng cường sức khỏe khẩn cấp. Nhưng mà tóm lại làm thế nào để bạn này phải ăn được, nếu bạn không có ăn được thì hỏng, sao dù chị nấu cái gì Em ra mà bạn ấy không đang ăn được. cho bạn ấy uống trà bình minh với uống canh dưỡng sinh ạ. Mấy cái đó uống là nó chỉ là làm kiềm hóa dòng máu thôi, nhưng mà vấn đề bạn này bạn phải ăn được. Chỉ phải làm sao để bạn ăn được, và bạn ấy phải có ý chí về ăn uống, có thể phải tăng cường vận động thêm hoặc là đi phơi nắng. Ăn ngủ đúng giờ, ví dụ như buổi sáng phải dậy 6 giờ tập thể dục, đi phơi nắng, còn buổi chiều buổi tối phải ngủ lúc 9 giờ 10 giờ gì đó, không được thức khuya, không được dậy muộn. Thì nó nhận được năng lượng, như mình học cái bài 7 bước đúng không ạ, buổi sáng mình nhận năng lượng dương, buổi tối mình nhận năng lượng âm, thì hai cái đó nó mới cân bằng lại với nhau. Chứ nếu mình bị trật cái giờ ngủ á, thì mình sẽ thiếu năng lượng và mình sẽ mệt mỏi. À, cô vừa nói cái gói tiềm mới là tên nó là gì cô nhỉ? Cô nói này dùm Thì em ghi lại. lát nữa em gửi lên link cho chị, hoặc em gửi cho chị cái bản tình duyên ấy. Bạn bạn có tiềm mà đang đang nhờ Trang Nhung làm thêm mà chưa chắc đã làm được thì cứ đặt bên đó. Em thấy là Ngọc Anh có mang đây cho em một số gói tiềm, nó gồm có ý dĩ này, bột ý dĩ, sắn dây, táo tàu, thủy tự, với lại thêm một loại sâm gì đó nữa mà nhẹ nhẹ thôi. Cái này là giúp bổ máu. Cái bạn nào mà bị mệt mỏi, mà đặc biệt là phụ nữ mà bị thiếu máu mà hay bùn rùn tay chân, mệt mỏi mà tụt huyết áp kiểu này ấy, thì sẽ sử dụng gói tiềm đó. Giống như tôi dùng một đợt 10 ngày 15 ngày gì đó thôi, xong dừng, không phải là dùng nhiều. Dạ cảm ơn cô ạ. Vâng, lát nữa em gửi chị cái link thì có thể mua thêm gói tiềm. Nhưng mà Vâng điều ạ. quan trọng thì phải nhớ về bạn đó là gì ạ, cái physical health của bạn đó nó phải có ăn uống và phải có tập luyện. Và cái thứ hai, mental health các bạn phải điều chỉnh về mặt tâm, làm sao mà có cái cảm xúc nó bình an và nó hỷ lạc, nó không có bị lên xuống tu trụt. Và cái thứ ba là nó spiritual health, là nó phải có một cái niềm tin vào đó, vào tâm linh để họ tu tập. Thì ba cái đỏ đó nó mới kết hợp lại, nó mới tạo ra được cái sức khỏe vững bền được. Chứ nếu một cái không chỉ ăn không thì biết, chỉ chia tỷ lệ ra thì biết rồi đó, có bốn cái mà 100% thì mỗi thứ nó chỉ có 25% thôi. Để chỉ chia tỷ lệ ra chỉ có 25% Bạn ấy chắc là về bạn ấy cũng hay bị làm mơ, có những giấc mơ mà bạn ấy cảm thấy thôi. là ác mộng rồi mà. Rồi, thế thì cái này nó sẽ tác động đến cả cái spiritual health và mental health luôn. Nên là cái này thì được rồi, em sẽ trao đổi thêm với chị một chút. Em có một vài phương án cho cái việc mà bị cái vấn đề về tâm, thì em sẽ nhắn tin cho chị riêng này, trao đổi thêm với Dạ chị một chút. dạ dạ cảm Thì ơn cái đó cô. là cái gốc đấy. Thực ra cái về tâm là cái về gốc. Nếu tâm mà không có tỉnh được thì ăn vào cái gì nó cũng không giải quyết được. Nên là cái spiritual health nó vẫn chiếm cái tỷ lệ lớn nhất. Khi thầy nói với em là spiritual health nó vẫn là cái trụ, cái ăn uống là cái support, cái hỗ trợ thôi. Nếu mà nói 25% nó còn nhiều ấy, có khi còn ít hơn.
Đó, thì lát nữa em sẽ chia sẻ chị một vài cái phương án. Dạ, cảm ơn cô Bây ạ. giờ thì mình sẽ đi qua một cái bài nữa, đó là vấn đề về đường tiêu hóa và cái healthy food. Healthy food là cái làm sao để có cái đường ruột tốt ha. Thì chúng ta sẽ nói rằng là ở trong cái đường ruột của chúng ta, ô đây là hang sai vào muộn giờ mất rồi, sắp hết zoom rồi. Mai học đi cô. Vâng, mình không nhìn giờ vì hôm nay mình hăng say quá. Tại sáng nay mình đã được một một ăn uống rất đầy đủ, nghỉ ngơi rất đầy đủ, chắc là do cái súp của sen nó ngon quá hay sao. Nó rất hăng say quên nhìn giờ. Cái bài này rất dài thôi, được rồi, có gì thì cháu sẽ nói vào buổi sau. Vì bài này là rất quan trọng về vấn đề tăng cái hệ đường ruột của cơ thể, nếu mà nói có 1-2 phút thì không đủ. Chúng ta sẽ kết thúc cái bài học hôm nay ở đây. Và mình biết là bạn Hà đang học kiếm thực đơn, nhưng giờ mình nói tiếp lúc nữa thì thực đơn của bạn muộn hơn. Đúng không ạ? Cho nên là mình sẽ dừng ở đây. Và trong tuần sau thì quên, nhưng ở đây và ngày mai chúng ta học một buổi nữa về mặt lý thuyết, buổi nữa về lý thuyết, và chiều mai chúng ta làm một buổi nữa, và trong tuần sau chúng ta sẽ đi vào cái 7 7 bước, nếu bạn nào rảnh thì có thể học. Vào tuần sau chúng ta sẽ đi vào 7 bước, và 7 bước đó chúng ta học coi như là triệt chế vào buổi tối luôn, bởi vì tuần sau chúng ta không có lớp tối, cho nên chúng ta sẽ học vào buổi tối. Như vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian trao đổi với nhau nhiều hơn. Yên tâm. Trong tuần sau chúng ta học vào 7 bước, cái bài đấy cũng là bài một cái chương trình học phí tùy tâm, bài đấy là bài public cộng đồng, mọi người đọc một bài đồng cho vui thôi. Còn lại thì học 7 bước thực hành lối sống dưỡng sinh, đó là cái bài căn bản đầu tiên, là bản lề khi chúng ta bước vào việc thực hành thực dưỡng. Thì cháu sẽ chèn cái chương trình đó vào tuần sau vào buổi tối, từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ đến 9 giờ. Thì các bạn học chương trình đó thì sẽ hiểu rất là kỹ về mọi thứ để chúng ta và có thể là ngày mai Châu sẽ tiếp tục nói về cái bài về về bộ tiêu hóa, còn đâu cái chương trình về các cái thực phẩm mà ăn chay thì Châu sẽ đổi qua cái chương trình vào tuần sau nữa. Chúng ta học ở 7 bước để có 2 bài liên tục nói về các thực phẩm về thực dưỡng luôn, nó rất là nhiều nên là các bạn thao học. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết thúc bài học ở đây, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào tối nay lúc 8 giờ ha. Chào cô. Cảm ơn cô ạ. Chào cô ạ. Vâng.